xin kính chào các bạn. Hôm nay Tè sẽ tiếp tục chia sẻ các bạn một cái bí kíp, mình gọi là bí kíp cho các bạn. Thực ra nó là một bài luyện ngón cực kỳ hay luôn. Tại vì có rất nhiều bạn hỏi Tè là thấy người ta đánh, người ta cứ chạy lên chạy xuống hoài, rất là hay, mà không biết mình đánh làm sao để được nhanh như vậy. Nhiều bạn hỏi là người ta đánh nhanh tay, đánh nốt nhanh như vậy, mình làm sao để được như vậy. Thì hôm nay Tè sẽ chia sẻ các bạn một bài luyện ngón giúp cho ngón tay các bạn đánh tới đánh lui như vậy, nó chạy tới chạy lui như vậy, nó cực kỳ nhanh luôn. Mà cũng không khó đâu các bạn ơi, nó rất là quen thuộc đối với các bạn hàng ngày thôi. Chúng ta cùng bắt đầu nha. Các bạn quan sát cái dòng nhạc giùm Tèo. Chú ý một điều là lưu ý các bạn một điều nha. Tèo ghi dòng nhạc, nốt nhạc như vậy đó, cái số ở trên là tay phải, số dưới là tay trái. Nhưng mà khi đánh á, các bạn nhớ cho tay phải và tay trái hai tay cách nhau một quãng 8 nha. Ví dụ như tay trái đánh nốt đô với này, quãng 8 với này, thì tay phải đánh đô trên này nha. Chứ đừng có nhìn giống như dòng nhạc đánh cùng một chỗ vậy là không được các bạn nha. Hai đánh vậy là không được tiêu nha. Rồi bây giờ mình tập tay phải trước nè. Bài này quen thuộc lắm các bạn, rất là dễ thôi. Rồi mình lưu ý mình chỉ đánh ở phím màu trắng không nha, không là phím đen nha. Bài này chỉ là cái bài luyện ngón giúp cho ngón mình linh hoạt hơn thôi. Để các bạn xếp đều ngón vô, bắt đầu từ nốt đô ha. Xếp 5 ngón vô đồ re mi fa son rồi. Khi đánh lưu ý bạn là tay phải cong tròn đều đẹp. Tâm của mình á phải tập trung tư tưởng, điều khiển các ngón tay của mình cho nó theo cái ý muốn. Lúc ban đầu mới tập luôn luôn tập thật chậm. Các bạn nhớ nha, tập thật chậm, tập chậm ơi là chậm luôn, từng phách một. Tập thật chậm các bạn ơi, để làm cái gì? Để tay mình có cảm giác là mình gõ xuống cái cơ chỗ này nè. Mình gõ xuống, mình có cảm giác là tay của mình đang gõ xuống, mình đang điều khiển nó, mình đang kiểm soát nó. Chứ đừng để nó kiểm soát ngược lại mình các bạn nhé, thì mình đã tiêu đó. Rồi bắt đầu. Tèo để tay các bạn dễ nhìn thôi nhé. Nhưng khi đánh các bạn nhớ cong tròn, dễ nhìn camera nè. Rồi bắt đầu. Đồ. Giống như bài chạy găng của mình nha các bạn. Rê. Rồi mi. Rồi chu kỳ là 1, 2, 3 các bạn nhớ nha. Nhắc các bạn một điều luôn là quy định số ngón tay nè. Ngón cái luôn luôn là số 1 các bạn nhé. Tay nào cũng vậy, ngón cái luôn luôn là số 1. Rồi cứ tính tới 1, 2, 3, 4, 5. Rồi là số 5 là ngón út. Rồi tay trái tương tự như vậy luôn. Ngón cái là số 1. Rồi 1, 2, 3, 4, 5. Ngón út là số 5 các bạn nhé. Đây là quy định, quy ước của quốc tế luôn đó nha. Về số ngón tay đó. Chứ không phải của Tèo đâu nha. Rồi bắt đầu. Mình đánh nè. Đồ, rê, mi. Chu kỳ mình là 1, 2, 3. Đó là đồ, rê, mi luôn đó. Rồi sau đó các bạn sẽ kéo ngón cái nè, lòn ngón cái nè qua nốt pha kế bên, giống bài chạy gam của mình nha các bạn, qua nốt pha kế bên. Rồi sau đó kéo 5 ngón về bình thường lại. Son la si do. Hết. Giống bài chạy gam các bạn ha, quá đơn giản. Làm lại. Công thức là 1, 2, 3 nè. Đánh 1, 2, 3 thôi. Rồi sau đó mình lòn cái ngón số 1 qua. Rồi tiếp theo 1, 2, 3, 4, 5 là hết. Các bạn nhớ công thức nha. Công thức là 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Cứ nhớ như vậy. Rồi bắt đầu làm lại. Đồ, đê, mi. Rồi 1, 2, 3. Rồi đó bây giờ mình lòn cái ngón cái xuống. Pha. Ok các bạn nhé, vậy là hết. 1, 2, 4, 5 nữa là hết. Cái mình chỉ đi lên thôi chứ mình không có đi xuống các bạn nhé. Mình chỉ đi lên thôi. Rồi sau đó, như vậy là mình hết một tour đó, hết một chu kỳ của nó. Mình làm lại nha. Đồ, đê, mi. Rồi kéo ngón, lòn ngón cái kéo qua nè. Fa, son, la, si, do. Hết một chu kỳ. Rồi bắt đầu mình sẽ nhảy cái ngón cái này xuống nốt rê. Hồi nãy mình nốt đô rồi đúng không? Bây giờ mình nhảy xuống nốt gì? Nốt rê kế bên các bạn nhé. Rồi rê. Rồi mình cũng kéo ngón về, xếp 5 ngón lại, tiếp tục. Mi, fa. Công thức của mình là 1, 2, 3. Rồi tới 1, 2, 3, 4, 5 đó các bạn. Mình sẽ lòn cái ngón cái tiếp tục qua. Hết chu kỳ. Ok, mình làm lại các bạn nhé. Rồi bắt đầu từ đô nè. Sau khi chạy từ đô lên tới đô, các bạn sẽ kéo ngón cái này về phím rê. Các bạn nhớ nha, về cái phím mà kế bên nốt hồi nãy mình mới đánh đó. Nãy đánh đô rồi đúng không? Bây giờ về rê. Rồi sau đó mình kéo 5 ngón về thôi. Mình tiếp tục chạy giống như vậy nữa. Cũng 1, 2, 3. Rồi 1, 2, 3, 4, 5. Ok, khi hết chu kỳ lên tới đây rồi đúng không? Lên tới ngón út này nè. Mình sẽ kéo ngón cái về nốt mi. Tại vì mới hồi nãy mình đánh nốt rê rồi, bây giờ mình kéo về nốt gì? Nốt mi. Mình tiếp tục. Tiếp tục công thức 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5.
Rồi tới nốt mi rồi đúng không? Bây giờ mình lại kéo ngón cái này về nốt gì? Nốt pha. Cứ mỗi lần các bạn lên nốt như vậy đó, các bạn hiểu ha, lên nốt như vậy đó mình đánh tới ngoài công thức cứ 1 2 3 1 2 3 4 5. Cứ đánh như vậy hoài. Rồi tới nốt pha này hết rồi nè. Bắt đầu ngón cái là mình lại kéo về nốt son. Ok bạn nha, mình chỉ đi lên thôi rồi mình kéo ngón này về luôn, ngón cái về luôn. Làm lại. Fa son la si do. Rồi đi lên tới đây là hết đúng không? Bắt đầu kéo ngón cái. Mình mới đánh nốt đô rồi bây giờ mình kéo về nốt rê. Rê mi fa rồi cũng lòn ngón qua tiếp tục tương tự như nãy. Tới nốt rê rồi bắt đầu kéo ngón cái này về nốt mi. Cũng đi lên giống ngón, thế ngón luôn, 1 2 3 1 2 4 5. Rồi tới nốt mi rồi bắt đầu mình là kéo ngón cái về nốt pha, cứ tương tự như vậy các bạn nhé, cứ đi lên hoài như vậy. Khi nào các bạn thấy tay mình nó hơi xéo xéo rồi đó, nó xa rồi đó, mình ngưng, mình tập cái bài khác. Đó là tay phải, bây giờ tay trái các bạn nhé. Tay trái tương tự như vậy nhưng mà số ngón nó khác chút xíu. Tay trái các bạn sẽ đi là xếp ngón số 5, ngón út vào nốt đô nha. Rồi xếp 5 ngón đều vô. Các bạn quan sát ngón nha. Nhớ là tèo để cho các bạn dễ nhìn thôi, nhưng khi đánh nhớ cong tròn cho đẹp nha. Rồi tay trái mình đi ngược lại chút xíu. 5, 4, 3, 2, 1. 1 là ngón cái ha. Rồi hết. Bắt đầu mình sẽ kéo. Kéo ngón số 3 nè. Ngón giữa nè. Qua nốt la kế bên nè. Nốt la kế bên nè. Rồi. La. Rồi kéo này qua. Si. Đô. Là hết một chu kỳ. Làm lại nha. Công thức của nó là 5, 4, 3, 2, 1. Rồi 3, 2, 1. Các bạn nhớ nha. 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Nó ngược lại với tay trái tay phải ha. Rồi tới đây bắt đầu mình kéo cái ngón giữa này, ngón số 3 nè, 3 nè, qua nốt la cái bên nè. 3 2 1 hết một chu kỳ. Rồi sau đó các bạn sẽ kéo ngón số 5 ngón út nè về cái phím rê. Tại hồi nãy mình mới đánh phím đô rồi, bây giờ mình kéo về phím kế bên là phím rê. Rồi kéo 5 ngón về tiếp tục giống tương tự thế ngón hồi nãy. Rồi 1 rồi bây giờ mình kéo ngón số 3 qua tiếp tục 3 2 1. Đi tới rê rồi, bắt đầu mình kéo ngón út này về phím gì? Phím mi. Tại nãy mình đánh phím rê rồi, giờ kéo về phím mi. Cứ mỗi một lần mình lên một nốt như vậy các bạn. Giống tương tự như cái tập bên tay phải vậy đó. Rồi tiếp tục, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi kéo ngón số 3 qua. 3, 2, 1. Phím mi là hết đúng không? Hết chu kỳ. Bắt đầu lấy ngón số 5 nè. Kéo về phím gì? Phím pha nè. Nãy mi rồi, giờ tới pha. Pha. Son, la, si, đố. Rồi bắt đầu mình kéo ngón số 3 qua tiếp tục. Rồi cứ tương tự như vậy các bạn nha, mình tập đi lên đi xuống như vậy. Lúc ban đầu tập, luôn luôn tập chậm. Tập từng tay cho quen. Lúc đó mình ghép hai tay, bây giờ ghép hai tay thử các bạn nha. Cùng đi lên này nha. Các bạn nhớ tập thật chậm nha. Thế đơn giản chứ không phải đơn giản đâu. Rồi tập chậm, không ai la mắng gì bây giờ, nên cứ chậm rì thôi. Rồi tới ngón này hai tay còn chung nha, bắt đầu di chuyển nè. Tay phải di chuyển qua nốt pha nè. Nhưng mà tay trái chưa có di chuyển tại nó vẫn còn ngón nè. Rồi đánh pha cùng lúc các bạn thấy không? Rồi tiếp tục tới son nè, son cùng lúc nè. Ok, cứ tập chậm như vậy các bạn nhé. Rồi bây giờ bắt đầu tay trái sẽ gì sẽ chuyển. Chuyển ngón số 3 qua đây. Nhưng mà tay phải có chuyển không? Không, tại vì tay phải có sẵn rồi. Cùng lúc nè. Rồi kéo qua, bắt đầu hai tay cùng lúc nè. Hết một chu kỳ. Lúc đó mình sẽ kéo hai ngón này về phím rê cái bên và mình đi tiếp tục giống vậy. Bây giờ mình tập lại lần nữa các bạn nhé. Các bạn nhớ tập thật chậm nha, đừng có ham nhanh, tập từng ngón như tèo vậy đó. Tập từng ngón thôi, mới tập không giờ nó quen tay đâu. Mình tập nhanh là bị vấp ngón liền nè. Cứ tập thật chậm cho quen tay. Làm lại. Ba nốt này thì mình đánh cùng lúc, nó có sẵn rồi. Bắt đầu hết ba nốt này rồi, tay phải sẽ gì? Sẽ chuyển. Rồi tới nốt son này, tay trái sẽ gì? Sẽ chuyển. Rồi cùng lúc nè. Hết một chu kỳ. Rồi mình kéo hai cái này về nốt rê. Rồi giống như lúc đầu lại. Tiếp tục. Rồi tới đây, tới ngón giữa nè, các bạn luôn nhớ là ngón giữa nè.
là bắt đầu tay phải sẽ gì? Sẽ chuyển. Cùng lúc nè, rồi ok, tiếp tục. Rồi tới ngón này, bắt đầu tay trái sẽ gì? Sẽ chuyển. Hết. Các bạn nhớ tập thật chậm như vậy các bạn nhé. Rồi tiếp tục mình kéo này về nút mi, đánh tương tự như vậy. Rồi hồi tới đây mình về nút pha, về nút son, nút la, si gì đó, mình cứ tương tự như vậy. Ok các bạn nhé. Đó là bài tập đi lên. Khi mình quen tay rồi mình tăng tốc độ chút xíu. Rồi cứ như vậy đi lên lên các bạn nhé. Nhớ là luôn luôn tập chậm. Tập chậm cho quen tay rồi mới tăng tốc độ nha. Đó là bài mình đang đi lên. Bây giờ mình tập cái bài đi ngược xuống. Rồi, bây giờ tập đi ngược xuống, các bạn sẽ tập như sau. Tập tay phải trước nha. Các bạn quan sát dòng nhạc, cái số ngón ở phía trên, tức là của tay phải đó. Bây giờ tay phải mình sẽ xếp ngón số 5 nè, ngón út và nốt đô. Rồi xếp ngón còn lại đều vô. Mình đi ngược lại là 5, 4, 3, 2, 1. Rồi tới 3, 2, 1 các bạn nhé. Rồi, tới đây rồi, 5, 4, 3, 2, 1 rồi đó. Bắt đầu tới mình sẽ kéo ngón số 3 về. 3, 2, 1 là hết. Ok nha, làm lại. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi kéo ngón số 3 về. Kéo ngón số 3 nè, kéo qua nè, nhẹ nhàng nè. Rồi 3, rồi 2, 1 là hết một chu kỳ. Lúc đó mình sẽ kéo ngón số 5 này phóng lên nốt gì? Nốt si kế bên. Tại vì hồi nãy mình đánh nốt đô rồi đúng không các bạn? Bây giờ mình xuống nốt gì? Nốt si. Rồi mình kéo 5 ngón về tiếp tục. Rồi 5, 4, 3, 2, 1. Rồi bây giờ tới kéo số 3 về. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Hết một chu kỳ. Bắt đầu cái tay này mình ngón út, ngón số 5 của mình lại phóng lên nốt gì? Nốt la. Tại vì hồi nãy mình mới đánh nốt si rồi. Bây giờ nốt la tiếp tục. Kéo 5 ngón về. Thế ngón giống nữa. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi kéo ngón số 3 về tiếp tục. Rồi tiếp tục hết chu kỳ, mình lại kéo ngón út số 5 này về nốt son, tại nốt la đến rồi. Các bạn cứ tập thế ngón như vậy, tương tự như vậy nhé. Tập lại lần nữa, các bạn quan sát kỹ nè. Nốt đô nha, nhớ nốt đô nha. Đó, mình phóng lên nốt si, tiếp tục thế ngón giống như lúc ban đầu. Rồi giờ ngón số 3 qua. Rồi phóng lên nốt la giống thế ngón ban đầu. Rồi phóng lên nốt son. Các bạn cứ tập tương tự như vậy nhé. Đó là bài đi xuống bên tay phải. Giờ bài đi xuống của bên tay trái nè. Bên tay trái mình cũng xếp ngón số 1, ngón cái và nốt đô nè. Rồi 5 ngón đều vô. Lúc này tay trái mình sẽ đi ngược lại. Công thức là 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Thử nha. 1, 2, 3. Rồi bắt đầu mình sẽ lòn cái ngón cái nè. Lòn ngón cái về. Phím cái bên nè. Phím son cái bên nè. Mình lòn ngón cái về. Rồi 1, 2, 3, 4, 5. Hết một chu kỳ. Làm lại các bạn nhé. 1, 2, 3. Rồi lòn ngón cái này qua phím kế bên. 1, 2, 3, 4, 5. Hết một chu kỳ. Lúc đó các bạn sẽ kéo ngón cái số 1 nè. Mình kéo phóng lên nốt gì? Nốt si. Tại vì hồi nãy mình đánh nốt đô rồi. Bây giờ mình phóng lên nốt si. Rồi tiếp tục. Dời ngón lại giống thế ngón ban đầu nữa. 1, 2, 3. Rồi lòn ngón số 1 qua. 1, 2, 3, 4, 5. Hết. Bắt đầu là kéo ngón số 1 này lên nốt la. Tại vì hồi nãy đánh nốt si rồi. Bây giờ tới nốt la. Rồi dời ngón lên giống thế ngón ban đầu nữa các bạn. Các bạn cứ đánh như vậy nhé. Cứ tương tự như vậy. Bây giờ mình ghép hai tay thật là chậm thôi nha. Nè, cùng lúc nè. Rồi, tới đây thôi. Bắt đầu tay trái phải chuyển này nè. 1, 2, 3 nè. Tay trái phải chuyển nè. Chuyển ngón này về. Tay phải chưa chuyển, tay phải vẫn còn nha. Rồi, tới đây. Bắt đầu tay phải gì? Phải chuyển. Cùng lúc nè. Rồi, kéo về bình thường lại. Xong. Lần nữa các bạn nha. Xếp 5 ngón vào, bắt đầu. Tới đây thôi là tay trái chuyển, các bạn phải nhớ nha, tập thật chậm như vậy đó, để mình nhớ tay nào chuyển hay tay nào chưa chuyển. Rồi tay trái chuyển nè,
Rồi tới đây là tay phải sẽ gì? Sẽ chuyển. Các bạn phải tập thật chậm nhé để nhớ tay nào chuyển. Khi quen tay rồi thì bạn đánh xong được mới tập, phải tập thật chậm như vậy đó. Để tiếp tục. Rồi kéo về bình thường lại. Hết. Lúc đó mình sẽ phóng bên tay này phóng lên rồi phóng lên. Phóng nốt si đó, nốt si. Rồi kéo 5 ngón về giống như lúc ban đầu nữa rồi. Mình tập tiếp tục. Ok bạn nha. Rồi bạn nhớ, đó là bài tập đi xuống. Khi bạn tập thật chậm nó quen tay, các bạn tăng tốc độ chút xíu. Cứ như vậy, tương tự như vậy các bạn nhé. Đó là bài tập đi xuống. Các bạn nhớ luôn luôn tập chậm, đừng ham nhanh. Lúc đầu tập luôn luôn tập chậm thôi, tập chậm cho quen tay. Khi nào tay mình nó quen rồi các bạn tăng tốc độ lên. Rồi bây giờ mình đánh lên đánh xuống, các bạn nghe thử nha. Ok, đó là bài tập đi lên xuống. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ bạn một điều. Các bạn muốn mà ngón mình được đều, âm thanh vang nó hay, thì các bạn tập theo một cái kỹ thuật như sau. Các bạn cứ tính cho mình chu kỳ là 4 nốt, cứ 1, 2, 3, 4. Cứ tới số 1, các bạn nhấn đều, nhấn mạnh vô. Còn cái 2, 3, 4, bạn đánh bình thường thôi. Cứ tới số 1 đánh mạnh vô, mặc kệ nó là ngón nào, chỗ nào kệ nó. Cứ chu kỳ là 4 nốt, cứ 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Cứ 1 đánh mạnh vô, giờ mình thử nha. 1, 2, 3, 4, 1. Các bạn cứ tới cái nốt mà số 1 đó, đánh mạnh vô. Còn cái nón, còn có ngay là ngón nào thì kệ nó. Mình đừng quan tâm. 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. Các bạn nhớ nha, cứ tập như vậy đó. Cho ngón mình nó quen cái chỗ nào mạnh nhẹ, phách mạnh, phách mẹ nhẹ đó. Sau này khi mình đánh cái câu lên nghe rất là hay các bạn. Tại vì nó có cái sắc thái. Còn mình đánh đều 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 đều. Đều, 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 đều như vậy. Khi vô bài đánh á, cái âm sắc, cái sắc thái của mình đánh ra nó không được hay như người ta. Vì vậy các bạn nên nhấn vào cái đầu phách như vậy đó cho quen. Cho quen sắc thái, quen ngón các bạn nha. Các bạn thấy tẹo không? Tẹo nhấn vào cái số 1, cứ 1, 2, 3, 4, 1. Đó, cứ tới số 1 rồi mình tèo nhấn mạnh xuống, chu kỳ là 4 nốt. Mặc kệ nó rơi vào cái ngón nào thì kệ nó. Cứ tới số 1 rồi mình nhấn mạnh xuống. Các bạn tập như vậy thì ngón mình mới đều các bạn nhé. Rồi, tèo vừa chia sẻ các bạn một bài tập luyện ngón hết sức là hay luôn. Giúp cho các bạn có thể chạy được các cái câu nhanh. Mình chạy lên xuống như vậy rất là nhanh các bạn ha. Trong lúc tập luyện, nếu có điều gì mà khó khăn thắc mắc, các bạn cứ để lại bình luận phía dưới clip, tèo sẽ chia sẻ các bạn. Nếu các bạn thấy kiến thức của tèo chia sẻ bổ ích, các bạn nhấn cho tèo một like với nha. Rồi nhấn nút đăng ký kênh của Tèo Piano luôn. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha.